Sáng ngày 18 tháng 2, huyện Nghi Lộc tổ chức lễ rước thần, một trong những hoạt động chính trong lễ hội đền thờ Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí năm 2023. Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí sinh năm Đinh Sửu 1397 tại làng Thượng Xá, huyện Chân Túc, nay là xã Khánh Hợp. Ông là một trong số đệ nhất khai quốc công thần, là vị tướng tài ba, dũng cảm, mưu lược thời Lê. Năm 1465, Nguyễn Xí qua đời, hưởng thọ 69 tuổi. Sau khi ông mất, vua Lê Thánh Tông truy tặng ông tước Thái sư Cương Quốc Công đặc ân khai quốc Thụy Nghĩa Vụ. Đây là quần thể kiến trúc mang đậm dấu ấn truyền thống của văn hóa Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2280 QĐ-TTg về việc xếp hạng 7 di tích quốc gia đặc biệt. Trong đó, tỉnh Nghệ An có di tích Lăng Mộ và đền thờ Nguyễn Xí tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. Lễ hội Nguyễn Xí diễn ra hàng năm là dịp để con cháu đời sau ghi nhớ thân thế và sự nghiệp của một bậc khai quốc công thần, đại dũng, đại trí, một tấm gương lập công, lập đức, vì nước, vì dân. Trong mùa lễ hội năm 2023 này, được tổ chức quy mô lớn hơn bởi đền thờ đã được đón nhận di tích quốc gia đặc biệt. Và năm nay, dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được khống chế. Phần lễ rước thần, lễ yên vị được tổ chức ngay trong hôm nay có sự tham gia của đông đảo các đại biểu, du khách gần xa và con cháu 15 đại chi trong toàn quốc. Đến ngày 19 tháng 2, dòng họ Nguyễn Đình tiếp tục tổ chức lễ đại tế, lễ dâng hương, dâng hoa tại đền thờ và lễ tạ. Phần hội còn có các phần như cắm trại, giao lưu bóng chuyền, bóng đá, hội diễn văn nghệ. Các hoạt động trước và trong lễ hội năm nay thu hút rất đông bà con nhân dân, du khách thập phương và con cháu dòng họ Nguyễn Đình tham gia. Lễ hội đền thờ Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí năm nay đã thể hiện được lòng thành kính, biết ơn công đức của Ngài, một danh tướng, danh thần thế kỷ 15.